Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc có một ý nghĩa vô cùng to lớn. Sau Hiệp định Geneva về Đông Dương, Mỹ và chính quyền Ngô Đình Diệm quay sang chống phá Hiệp định, phá hoại tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà. Chúng đặt miền Nam trong tình trạng chiến tranh, thẳng tay tiến hành các chiến dịch đàn áp khủng bố những người kháng chiến, người dân yêu nước và các lực lượng đối lập. Âm mưu xây dựng chế độ thống trị bằng bạo lực và máy chém, hòng chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam và biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Trước tình hình đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng vào tháng 9 năm 1960, Đảng ta đã chủ trương thành lập Trung ương Cục ở miền Nam để giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị chỉ đạo phong trào cách mạng miền Nam, nhằm tập hợp rộng rãi lực lượng cách mạng và phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nêu cao chủ nghĩa yêu nước. Đại hội cũng chủ trương phải xây dựng tổ chức mặt trận dân tộc thống nhất ở miền Nam. Đây là sách lược đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, tuy hai mà một, tuy một mà hai. Ngày 20 tháng 12 năm 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam được thành lập với chủ trương đoàn kết tất cả các tầng lớp nhân dân, các giai cấp, các đảng phái, các đoàn thể, các tôn giáo và thân sĩ yêu nước, không phân biệt xu hướng chính trị để đấu tranh đánh đổ ách thống trị của đế quốc Mỹ và tập đoàn Ngô Đình Diệm tay sai của Mỹ, thực hiện độc lập dân chủ, hòa bình, trung lập, tiến tới hòa bình thống nhất tổ quốc. Mặt trận chọn hiệu kỳ hình chữ nhật, nửa đỏ nửa xanh và có ngôi sao vàng ở giữa do ông Huỳnh Tấn Phát thiết kế. Đây là lá cờ lấy khuôn mẫu của quốc kỳ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nửa phần trên đại diện cho miền Bắc đã độc lập, nửa phần dưới màu xanh hòa bình tượng trưng cho khát vọng hòa bình thống nhất của nhân dân miền Nam còn trong vòng kìm kẹp của Mỹ và chế độ Sài Gòn. Trong bài thơ Nước Non Ngàn Dặm, nhà thơ Tố Hữu đã có một khổ thơ viết về lá cờ này. Lá cờ nửa đỏ nửa xanh, màu đỏ của đất, màu xanh của trời, ngôi sao chân lý của đời, Việt Nam vàng của lòng người hôm nay. Càng nhìn ta lại càng say, biển đông lồng lộng, gió lay ngọn cờ. Bài viết chung một bóng cờ cho ngày thống nhất của Phạm Vũ trên báo Tuổi Trẻ đã kể lại hoàn cảnh ra đời của lá cờ thiêng liêng này. Khi đó, ông Huỳnh Tấn Phát là thường vụ khu ủy Sài Gòn Gia Định, phụ trách dân vận. Ông Võ Văn Kiệt là bí thư khu Sài Gòn Gia Định. Ngồi bàn bạc về việc này, ông Kiệt bảo, xứ ủy đã thống nhất đặt tên cho tổ chức mới là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, còn phải có một lá cờ riêng. Tôi nghĩ cờ phải thể hiện được sự thống nhất với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng nhất định phải có thêm màu xanh của hòa bình, trung lập sẽ tập hợp được đông đảo lực lượng các giới ủng hộ. Ông Huỳnh Tấn Phát cho rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời và ông đã sử dụng khả năng thiết kế tài hoa của một kiến trúc sư để vẽ nên lá cờ nửa đỏ nửa xanh với ngôi sao vàng ở giữa, đơn giản, đẹp, ý nghĩa. Cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam, còn gọi là cờ giải phóng, được sử dụng từ năm 1960 đến năm 1975. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam là ngọn cờ công khai, đoàn kết, tập hợp, tổ chức, lãnh đạo các hoạt động đấu tranh trên cả ba mặt trận, quân sự, chính trị, ngoại giao. Năm 1969, Mặt trận đã cùng với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ, hòa bình Việt Nam ra đời ngày 20 tháng 4 năm 1968, hiệp thương thống nhất tổ chức Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam đề cử ra Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng Cố vấn của Chính phủ. Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã trở thành một lực lượng không thể thiếu trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi được thành lập, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đã được 23 nước công nhận, trong đó có 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. Từ tháng 6 năm 1969 đến cuối năm 1975,
đã có hơn 50 nước trên thế giới, trong đó có nhiều nước tư bản chủ nghĩa, công nhận và lập quan hệ ngoại giao. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam đã góp phần quan trọng cùng toàn đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, có uy tín trong nước và vị thế trên trường quốc tế. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam hiên ngang tung bay trên nóc dinh Tổng thống Sài Gòn, đánh dấu sự toàn thắng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, năm 1976 tiến hành tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội thành lập nhà nước, chính phủ thống nhất, đồng thời quyết định đổi tên nước thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chọn cờ đỏ sao vàng là quốc kỳ chính thức của nước Việt Nam. Tháng 2 năm 1977, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Liên minh các lực lượng dân tộc dân chủ và hòa bình Việt Nam hợp nhất với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành một tổ chức duy nhất lấy tên là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.